để đảm bảo tiến độ, tỷ lệ tiêm chủng. Buổi tiêm mũi 3 diện rộng hôm nay trên địa bàn thành phố Hạ Long được tổ chức từ khá sớm. Người dân đủ điều kiện là những người từ đủ 18 tuổi, đã qua 90 ngày kể từ ngày tiêm mũi 2 đều tích cực tham gia tiêm chủng. Quảng Ninh cũng là một trong địa phương tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 và thậm chí là đến bây giờ là mũi 3 là sớm nhất trong cả nước. Cái việc này thì đã giúp cho người dân yên tâm hơn trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh, bởi vì là theo cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nếu mà tiêm mũi 3 thì cái khả năng mà chuyển bệnh nặng ấy là sẽ rất là thấp. Và là một người dân của Quảng Ninh thì tôi cũng cảm thấy tự hào. Và tôi cũng kêu gọi mọi người là nếu như chúng ta được tiêm mũi 3 thì chúng ta nên thực hiện sớm càng tốt, góp phần để đẩy lùi dịch bệnh. Bản thân tôi thì cũng là người đã là vào ngoài 60 tuổi, 65 tuổi. Thế nhưng mà đối với tất cả những người cao tuổi, kể cả là những người cao huyết áp và những cái bệnh nền thì tốt nhất là vẫn đi tiêm. Trong điều kiện mình là bác sĩ nói là tiêm được thì là mình cố gắng đi tiêm để đảm bảo sức khỏe. Trong ngày hôm nay, thành phố Hạ Long triển khai 3 điểm tiêm tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, trường tiểu học Trần Hưng Đạo và trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản cho trên 13.700 trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn. Sau nhiều đợt tổ chức, công tác tiêm chủng được triển khai nhanh gọn, hiệu quả. Hôm nay tôi đi tiêm thì tôi thấy công tác tổ chức tiêm chủng rất là tốt, có người hướng dẫn rất là bài bản. Và vào tiêm thì rất là chu đáo và được hướng dẫn cẩn thận ạ. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng, trong đó có thường trực cấp cứu tiêm chủng, vẫn được triển khai kỹ lưỡng. Thông thường thì cái mũi vaccine thứ 3 này thì nó cũng hầu như là cũng rất ít phản ứng sau tiêm, đặc biệt là cái vấn đề về cấp cứu. Nhưng mà tất nhiên là về cấp cứu thì chuẩn bị thì các mũi nào thì cũng đều giống nhau cả. Bản thân các bác sĩ thì thường trực cấp cứu thì cũng luôn luôn là chuẩn bị đầy đủ các thuốc thang hay là dụng các đồ hỗ trợ để sẵn sàng cấp cứu kịp thời những cái trường hợp mà xảy ra phản ứng. Thành phố Hạ Long phấn đấu từ nay đến ngày 26 tháng 1 sẽ cơ bản tiêm chủng mũi 3, mũi tăng cường cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.